Dạ vâng nhá, em xin chào quý vị đang theo dõi kênh em nhá. Vâng, thì em vừa vào kho lên kiếm được cho các bác một cái con công suất Sony M100 nữa nhá. Trước mình quý vị đang xem từ đây. Đấy. Và cái con này thì em cũng nói luôn là em xả luôn nhanh nhá. Đấy, đây. Lý do xả nhá là thứ nhất là con này nó để ở bên đây, đấy. Do quá trình di chuyển thì nó bị một chút chỗ này. Nó bị gãy mất cái cựa chỗ này, hai cựa chỗ này. Đấy, thì các bác về khéo tay thì có thể gắn lại cựa của nó. Đây. Đấy, thì nó sẽ ok. Và cái CD này nhá, thì em không biết là nó đây này, ra vào ok này. Đấy. Nhưng mà cứ một lúc này nó hình như nó bị loạn lệnh CD rồi ấy. Thì về nếu mà các bác về không dùng CD nhá, thì các bác có thể rút cái dây của con motor ra để cho nó không ra vào nữa. Đấy. Còn đây, cho ra vào, nếu bác nào khắc phục được cái này thì tốt này, để dùng CD này. Đấy. Nó bị kiểu như loạn lệnh ấy, nên là nó cứ tự động ra vào. Đấy. Thì về các bác thử, nếu mà không dùng CD thì các bác rút cái dây của con motor ra nhá. Đấy, còn bác nào thích dùng CD thì thử kiểm tra xem có nó bị loạn lệnh ở đoạn nào, xong mình khắc phục rồi nhá. Con này thì đây có cả optical in này. Đây, optical in nó đang nghe này. Đấy, để làm giải mã này. Đây, giải mã thì các bác giải mã qua đường 3.5 này nhá. Đây. Đây. Đấy. Mua cái dây 3.5, đầu con này là AV, xong các bác cắm đây để làm giải mã nhá. Đấy, em cắm vào thì nó mất tiếng luôn. Đấy. Ok chưa? Đấy. Rút ra lên tiếng này. To nhỏ này. Đấy. Ngoài ra các bác thích kết nối nghe nhạc qua điện thoại thì đây, cắm vào đằng sau nhá. Đấy, cái con này nó đang bị loạn lệnh, nó cứ ra vào CD này. Đây, em đang kết nối quang này. Rắc là cái loại rắc này nhá, rắc kẹp này. Các bác có thể mua cái mà cái đầu kẹp ấy, xong mình kẹp vào cũng được. Nhiều bác bay kẹp rất giỏi. Đấy, đây, nghe thoại thì có vào đây. Đó, công suất là 40 nhá. FM và AM ở đây. Quang đây. Đấy, em rút quang ra này. Cắm quang vào này. Cái CD nó đang loạn lệnh nên là nó cứ ra vào tự động các bạn. Đấy. Các bác thích nghe điện thoại thì đây, cắm vào cho em. Đấy, cắm vào điện thoại cho em này. Đấy, sao các bác vào YouTube thôi. Chọn một bài các bác yêu thích. Đây, em chuyển nốt sang cầu còn lại nhá. Đấy, chuyển nốt sang cầu còn lại này. Ok. Thử cho các bác cả hai cầu luôn. Đây, chuyển điện thoại thì đây là cái phát sơn này. Tape, Tuller, MD, CD. Đây là analog in nhá. Đấy, em mới nghe một loa đấy, nghe cả hai loa nghe sướng lắm. Tại vì là em hết cái đầu kẹp rồi, em còn mỗi một cái đấy duy nhất. Để thử cho các bác thôi. Đấy, giải mã thì các bác cắm vào đây nhá. Đấy, nó tự động ra vào.
các bác nhá, em thử điện thoại này thử giải mã đều ok hết đấy. Thì về các bác nào mà muốn dùng CD thì có thể là khắc phục, còn không thì bỏ cái dây của motor ra thì nó sẽ ngừng hoạt động cái motor đấy, và lúc đấy thì bác không phải chuyển cái CD ra vào nữa nhá. Đấy thì nó sẽ nằm in một chỗ và các bác sử dụng giải mã và điện thoại ok chưa? Vâng, giá con này thêm báo giá luôn nhá. Giá của con này thì đấy thì các bác phải mất công về kiểm tra CD và gia cố lại cái mặt này. Thế thôi, em sẽ để giá sốc cho các bác nhá. Vâng. 515.000. Được chưa? 515.000. Đấy, tại vì con này thì các bác cũng phải mất công mà, thì thôi, em cũng gọi là hỗ trợ thêm cho các bác cái này nhá. Đấy. Các bác mất thời gian thì em cũng hỗ trợ thêm cho các bác một chút để các bác gọi là có thêm cái gọi là cái động lực để mình cố gắng kiểm tra nó thêm một chút nữa nhá. Đấy, lau vệ sinh đi qua giúp em một cái và gắn giúp em cái này vào. Đấy, và xem cho em cái motor này tí nhá. Đấy. Rồi, đấy thì bác nào mà chốt thì alo luôn cho em qua số điện thoại là 0966 594581 nhá. Địa chỉ là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Đấy, hôm trước em có bán cái cục này thì giá nó cao một chút, nhưng thì các bác cũng phải thông cảm cho em cái nha, tại vì cái con này thì các bác phải mất công xử lý mà. Thế nên là cái giá nó cũng yếu một chút. Đấy. Ok, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo em nhá.